Chào mọi người nha. Hôm nay mình quay clip này thì bán mấy con heo nái tơ các bạn. Thì đầu tiên mấy con nái tơ này thì các bạn mua về thì bảo đảm bảo thì mình đã chọn lựa hết rồi. Những con vú, vú 10 vú đều trưng nha các bạn. Vú chân thẳng ha. Vú chân thẳng đều. Đặc biệt là bướm thì bướm đẹp nha các bạn. Bướm đẹp, mình nói với bạn là heo này về thì bạn chỉ còn nó lên nước hết lần, con bự lên nước hết lần các bạn, thì thêm lần nữa là mình có thể thả nọc nuôi đó, là mình có bầu rồi. Thì mình nuôi cái này thì bạn cứ yên tâm về vấn đề đầu ra các bạn. Mình tất cả các bạn cứ nuôi bao nhiêu ra bao nhiêu heo con mình sẽ bao tiêu lại hết. Mình bao tiêu quy định là nuôi lợi cho các bạn hết ha. Mà bạn nuôi thì nuôi phải đúng theo quy trình đúng không? Theo nuôi đúng theo cái quy trình của mình nha các bạn. Cho ăn rau cỏ thì dính nha các bạn, chứ còn theo thức ăn thì heo nó sẽ mỡ và nó mập lắm bạn. Lúc đó khó bán lắm bạn ơi. Hiện tại thì dịch châu Phi nó hoành hành các bạn. Nó hoành hành thì lượng heo trên thị trường, trên hộ chăn nuôi bây giờ không còn nha các bạn. Mình dám nói chắc với các bạn luôn. Bình thường bây giờ mấy bạn đi mua mà có heo mình chịu. Rất là hiếm chứ không phải là có chứ không phải không có, nhưng mà hiếm lắm. Tại ngày xưa hộ nào cũng có thể nuôi nhà, nuôi vài con, chục con, nhưng mà giờ người ta đâu có dám nuôi nữa các bạn. Hầu như là người ta bỏ hết. Qua một đợt dịch vừa rồi nó bỏ hết luôn rồi. Cho nên thời điểm này mình nuôi lại thì tôi xin đảm bảo bạn là có lời chứ không giờ lỗ ha. Thì các bạn có nhu cầu thì bắt mấy em này về thì chất lượng hơn. Tại vì nuôi heo nhỏ thì các bạn nguy cơ của nó nhiều bệnh hơn. Nguy cơ nó đủ thứ ha bạn. Còn heo này thì chắc chắn rồi. Các bạn về là chỉ có nuôi đẻ thôi thì nó đã vượt qua hết cái phần bệnh đau lúc nhỏ rồi mà. Mình chăn nuôi thì mình có cái nếu mà giống nhiều bạn thì mình cứ bắt này thôi, còn giống ít thì đúng thiệt mình thì nên bắt heo nhỏ ha. Bên đây thì bên đây thì có bốn em này thì nhỏ thôi bạn. Bốn em này tầm 15, 8, 20 các bạn. Thì mấy em này nuôi thì cũng đạt rồi các bạn. Bốn em này thì bạn nào giống ít thì bắt bốn em này cũng được. Thì cái xác suất mà bắt heo phá bầy thì nó sẽ có rủi ro cao hơn nha. Còn heo này thì mình sẽ vấn đề rủi ro thì mình sẽ đỡ hơn các bạn ơi. Thì mình chăn nuôi á thì mình thấy đam mê các bạn. Thì mấy bạn mà muốn chăn nuôi á thì bạn phải có niềm đam mê với ai đó, thì theo mình thì nên thời gian này nên chăn nuôi là đúng nha các bạn. Bởi vì dịch bệnh vừa rồi thì nguồn heo không có. Còn vấn đề đâu ra thì mình đã nói rồi, mình sẽ bao tiêu tất cả, các bạn nuôi bao nhiêu mình mua hết, mình thu mua là hết các bạn. Bạn phải nuôi theo đúng cái quy trình của mình ha. Chung là mình cho ăn rau cỏ là chính, chứ thức ăn là đặc biệt không có thức ăn mà. Thì cho ăn thức ăn là con heo nó sẽ mập ha. Thì mỡ không thì lúc đó bán không được đâu. Bạn đam mê thì người nuôi thì liên hệ với mình nha các bạn. À,
Rồi, thì chúc các bạn chăn nuôi, đam mê chăn nuôi thành công ha em. Chào các bạn nha.